Quay quay sang đây chú. 48. Bên này thế. Rộng 43. Cao 48. Sâu 43. Chiều cao này 17. Lên đây nè. Sang bên này thì là 19. 19. Thế này 30. Tổng xe 1m25. Khung 1m25, còn phủ bì bánh là 1m35.
chưa mất 10 trên người lắm nha. Em mắt gắn. Nhìn cái tương đối như thế này. Nắm kỹ cho anh ạ. Này lệch khó đi á. Kiểu như nó xỉ từ đầu tiên, kiểu như lúc mình đập đập vào ấy. Nó ăn cọc lấy con 150 rồi, không phải lấy con EX ngon hơn. Nhưng con 150 chưa gửi về. Nó chưa có củ đề. Có đề thì nó nhiều, như đề tàu thì nó bảo chờ đề. Đề Honda thì nó ngon thì bảo chờ. Đề Honda này lấy đề tàu. Đề tàu trả được bao nhiêu? Chúng ta hỏng cho sợ hỏng, nhưng mình muốn là Honda. Cũng phải đề Honda là sướng. Để táo cũng hỏng đâu, quan trọng cái máy ngon. Mấy cả mấy phim đề đúng không? Hỏng dễ đạp. Nữa đấy, nó đang bị nghẹn rồi đó.
Nó tồi chứ. Nói